Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị khán giả. Đây là bộ bàn ghế chất liệu gỗ gõ đỏ, bộ bàn ăn 8 ghế. Mà hôm nay thì bên công xưởng của Mộc Nam Huy đã kịp làm xong cái công tác đầu tiên. Đó là cái lớp sơn lót 1. Với những cái sản phẩm đồ gỗ mà khi mà mình sơn thì cái lớp sơn đầu tiên đó là lớp sơn lót. Cái lớp sơn này nó là cái lớp sơn quan trọng nhất của một cái quá trình làm sơn. Bởi vì cái lớp đầu này mình có làm đẹp, làm đầy tông thì các cái lớp sơn sau mình sơn nó mới đẹp được các bác nhé. Thì trên này là một cái bộ hoa lá tây, ghế hoa lá tây và tựa là gỗ gõ Lào. Mặt ghế thì được làm là dày 3 phân, tổng quan được bộ 8 cái ghế ở bên em lựa vân đều hết. Và trụ lớn là trụ 27 đặc nguyên khối, rất là to. Đó, trụ vân cũng rất là đẹp các bác. Với cái sản phẩm này thì Mộc Nam Huy hoàn thiện theo yêu cầu cho khách hàng đặt bộ bàn bánh tây đây. Đó, với giá hoàn thiện là 37 triệu cho một cái bộ khung tranh rất là dày, với khung ngoài là 3 phân rưỡi, ván trong ván 1 phân 4 cưa và vai là vai 4 phân. Đó. Và trên bộ bàn này thì cơ sở giới thiệu về mức giá này, đó, về tiêu chuẩn này, đó, thì cũng phân tích kỹ thuật sâu hơn một chút tới khách hàng về cái lớp sơn. Đó thì như ban đầu em cũng có chia sẻ thì cái lớp sơn lót đầu ấy thì nó sẽ giúp cho cái sản phẩm nó đầy tông, nó đầy tông, nó mịn đi. Đó, để sau này các cái lớp sơn tiếp theo mình làm ấy, thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ căng hơn. Đó, và sau khi làm những cái lớp sơn lót đầu thì anh em sẽ lại tiếp tục xả ra, lại chà mịn đi và tiếp tục lại là lót 2. Đó, tiếp tục công đoạn lại là lót 3. Đó, rồi tới lớp màu, rồi bóng, bao gồm bóng bọ và bóng sáng. Đó là những cái công đoạn để mà hoàn thiện lên một cái sản phẩm sơn đẹp. Đó, và cái bí quyết để mà đưa ra được một cái sản phẩm sơn đẹp ấy thì nó nằm ở cái khâu lót rất là nhiều và nó nằm ở cái khâu gọi là chà nhám. Đấy, chà nhám. Đó, thì tất cả các bác biết rằng trong quá trình mình làm mộc thì những cái vấn đề là lông lá hay là những cái đường nét thừa ấy của gỗ hay là phạm gỗ ấy thì mình phải xử lý lại. Đó, thì cái quan trọng cái khâu này là của các bà chị là chà nhám hay là quật nhám làm sao cho nó sạch, cho nó mịn thì cái sản phẩm nó lên nó sẽ đẹp. Đó, thì đây đó ở những cái khâu đầu tiên của Mộc Nam Huy, đó là khâu lớp lót đầu. Đó, còn phía bên trong này thì là những cái sản phẩm đang làm lót 2, lót 3. Thì như mọi người thấy là cái khung anh em là chà nhám ở qua mỗi công đoạn là rất là nhiều. Đó, ví dụ như đây là hai cái ghế này. Thì cái ghế này thì mới lót 1 và chà mới chà mặt thôi, chưa có chà cái phần hoa lá tây này. Thì cô bác anh chị thấy là cái phần lông lá thì nó vẫn còn nhiều đúng không ạ? Đó, đây, nó vẫn còn phạm nhiều. Nhưng mà sau khi chà nhám được lần 1 này thì nó đã sạch đi rất là nhiều rồi. Đây. À, mọi người có thể nhìn trực diện để thấy cái độ chi tiết đúng không ạ? Đó, và qua những cái lớp thứ 2, thứ 3 thì mọi thứ nó sẽ dần dần là hoàn thiện hơn, sạch sẽ hơn. Thì đó là một chút chia sẻ trong nghề của Mộc Nam Huy về cái gọi là cái cách để mình tạo ra một cái sản phẩm nó đẹp, nó sạch sẽ và nó chất lượng, nó là như vậy. Đó, và để giới thiệu với quý anh chị về bộ bàn ăn cũng như là các cái sản phẩm của cơ sở bên nhau. Quý anh chị có thắc mắc gì về đồ gỗ này hay là cần cơ sở hỗ trợ tư vấn bất kỳ một cái thông tin gì, xin cùng để lại thông tin ngay tại phần bình luận để Mộc Nam Huy sẽ hỗ trợ chia sẻ đến tất cả mọi người những thông tin xoay quanh về đồ gỗ. Xin cảm ơn và Mộc Nam Huy xin chào và hẹn gặp lại nhé.